Mến chào các bạn. Mình đang đứng ở ngay một cái vườn hoa Cẩm Tú Cầu này các bạn này. Cái vườn hoa này nó nở rất là nhiều bông. Những bông nào bông đấy mình thấy nó đang cái độ mà nó đẹp nhất này các bạn. Mình tranh thủ ghi hình lại để chia sẻ cho các bạn xem này. Các bạn thấy cái bông này là nó có cái màu hồng này các bạn này. Nó mới nở có xíu à, còn đang nở nè. Cái loại hoa Cẩm Tú Cầu này nó cũng hay các bạn ha. Hoa mới nở nó có cái nét đẹp riêng nè. Ở đây là cái hoa này thì nó đã nở khá khá rồi, cũng đẹp các bạn ha, nó có màu vàng đó. Còn đây là một cái bông hoa nở đã hết rồi là màu xanh đó các bạn ha. Thì các bạn thấy này, trong một cái bông hoa mà nó cũng có cái chỗ mà nó chuyển qua cái màu trắng, màu tím các bạn. Nhìn những cái hoa bé bé ở trong cái chùm mà nó xinh xinh các bạn ha. Còn đây là một bông màu hồng hồng nè các bạn. Còn cái bông này nó có cái màu xanh xanh nè. Theo như mình được biết á, hình như cái loại hoa Cẩm Tú Cầu này là nó có 4 màu các bạn ha. Là màu vàng, màu xanh, màu hồng và màu hơi tím tím các bạn ha.